tự phụng hiến cao độ vị lượng đẳng tu vô thượng tác vô vị công phong như nguyện của Bồ Tát Bồ Tát. Nam mô Di Đà Bồ Tát. Nam mô Di Đà Bồ Tát. Nam mô Di Đà Bồ Tát. Biến thượng biến thị tâm bồ nam bồ tát ma na ta na ra pa lo di đề tam ma ra tam ma ra bồ tát ma ra ta na ra pa lo di đề tam ma ra tam bồ tát ma ra ta na ra pa lo di đề tam ma ra tam ma ra bồ tát bồ tát ma ra ta na ra pa di đề bồ tát bồ tát bồ tát ma ra bồ tát ma ra bồ tát bồ tát ma ra cho nên trước nữa đây
chúng ta cũng sẽ thực hiện một cái lễ nữa là chúng ta cầu an, cũng xa lễ hạn cho chúng ta và những thân quyến của chúng ta. Đó là chúng ta phải lo cho mình mà còn lo cho nhiều người trong gia đình chúng ta. Và hôm nay trước khi tiến hành đến lễ cúng sao, thầy xin chân thành cảm ơn tất cả thực hiện của quý vị. Bởi vì chút nữa lo cúng sao, và khi thầy nói cúng sao thì quý vị đã để án rồi, có lời để mà cảm ơn. Cho nên lời đi thì xin cảm ơn quý vị cùng chuyện gì hôm nay và cùng làm lễ với thầy. Thầy không biết là chút nữa chúng ta sẽ cầu an được an ở nào, nhưng mà trước khi mình cầu an cần cái gì chúng ta trước đi. Cho nên bây giờ ngoài cái bàn này ra là để lại chúng ta cũng sao, còn tất cả cái lọc thì quý vị cầm trong tay trước chắc ăn hơn. Rồi chút nữa là sau khi quý vị nhận lọc hết rồi và chúng ta sẽ đổi lại chúng sao, và khi đã khi đọc danh sách chúng sao cho đường nào rồi, quý vị an tâm mà xuống dùng cơm và có thể tự động ra về khỏi hiện trường này. Và lần nữa chúc quý vị chúc năm nay được vui vẻ, được mạnh khỏe và gia đình được bình an. Và thầy xin hết lời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.